Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Hôm nay hội chữ thập đỏ Trường Sơn thành phố Hải Phòng rất vinh dự được phối kết hợp với câu lạc bộ văn nghệ cựu chiến binh trung đoàn 36 thuộc sư đoàn 308 quân tiên phong về đây phục vụ chương trình văn nghệ chào mừng họp mặt truyền thống kỷ niệm 75 ngày thành lập sư đoàn 308 quân tiên phong 28 tháng 8 năm 1949, 28 tháng 8 năm 2019 và 35 ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng 28 tháng 8 năm 1989, 28 tháng 8 năm 2019. Sau đây
tôi là từ chiến binh mang dòng máu ngàn năm là đồng. Chính tôi là từ chiến binh mang trong tim tình yêu tha thiết. Tình yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam đẹp giàu, yêu lẽ sống và yêu con người, vì hạnh phúc, vì tự do, ta hát vang bài ca hòa bình. Và giờ đây, khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tình yêu lạc quan phơi phới, mãi khắc ghi lời Bác đã dạy, cùng cho con xây dựng nước nhà, cho tương lai ngày mai huy hoàng. Đường ta đi còn gian khó, quyết sự dành người cựu chiến binh anh hùng. Và giờ đây khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tình yêu ngày mai tươi sáng, mãi phát huy truyền thống cách mạng, tô thắm thêm trang sử oai hùng cho hôm nay và cho muôn đời. Đường ta đi đường chiến thắng, quyết sự dành người cựu chiến binh Việt Nam. Quyết sự dành người cựu chiến binh Việt Nam. Quyết sự dành người cựu chiến binh Việt Nam. Bài hát Khúc hát ru người mẹ ấy sáng tác An Hương do Minh Lũ, Quốc Nam và Quốc Múa thực hiện, mời các đồng chí cùng thưởng thức. Thank you.
thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đoàn văn nghệ cựu chiến binh của trung đoàn 36 đã dành tình cảm tốt đẹp nhất và những lời ca tiếng hát hay nhất về tặng buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn 38 quân tiên phong của thành phố Hải Phòng hôm nay. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, thành đạt và luôn luôn có những chương trình đổi mới phục vụ các đồng chí cựu chiến binh, có nhiều chương trình hay và đặc sắc hơn nữa để chúng ta tặng đoàn một tràng pháo tay. Đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, cách đây 70 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1949, sư đoàn 38, đại đoàn quân tiên phong được thành lập. Các thế hệ anh em nhập ngũ vào sư đoàn, mái tóc vẫn trẻ xanh, hôm nay gặp lại nhau, gối đã mỏi, lưng đã còng, đầu đã bạc, nhưng tinh thần bộ đội cụ hồ của anh lính binh nhì năm xưa, khí thế vẫn còn hào hùng, vẫn còn trẻ mãi và trẻ mãi với thời gian. Những người lính năm xưa về với đời thường hôm nay vẫn luôn tự hào, vẫn luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy và ta căn dặn cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại Đền Hùng trước khi đại đoàn về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cựu chiến binh luôn giữ vững phẩm chất và phát huy truyền thống quân tiên phong anh hùng, mãi mãi xứng danh là bộ đội cụ Hồ. Hôm nay chúng ta tổ chức gặp mặt truyền thống tại Đồ Sơn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn 38 quân tiên phong anh hùng 28 tháng 8 1949, 28 tháng 8 2019, và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong thành phố Hải Phòng 28 tháng 8 1989, 28 tháng 8 2019. Gặp lại nhau tràn đầy những kỷ niệm nhớ về đồng đội một thời trận mạc bom đạn nơi chiến trường, xúc động bùi ngùi đếm lại từng người, người còn người mất. Hôm nay ta gặp lại nhau, tình nghĩa đồng đội trước sau bèn tròn, nghĩa tình của lính thắm đỏ như son, vui buồn chia sẻ vẫn còn có nhau. Người lính cụ Hồ luôn giữ tròn nghĩa non sông, vẹn tình đồng đội. Tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu và các đồng chí đứng dậy với tư thế nghiêm trang nhất để dành phút tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Đời đời ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, của dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, cùng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng của nhân dân, vị tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, dành trọn cả tuổi thanh xuân và cuộc đời tươi trẻ của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân. Phút tưởng niệm bắt đầu. Buổi gặp mặt cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong thành phố Hải Phòng nhằm gắn kết nghĩa tình đồng đội, ôn lại truyền thống một thời trai trẻ, một thời hào hùng, tiếp bước các thế hệ trai với tinh thần sẻ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới đầy tương lai, và đánh giá hoạt động của ban liên lạc trong những năm qua về dự buổi gặp mặt truyền thống và kỷ niệm long trọng này. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đã về dự. Thật vinh dự chúng ta được chào đón đồng chí Trung tướng Ngô Lương Anh,
trưởng ban liên lạc truyền thống sư đoàn 38 quân tiên phong anh hùng, nguyên chính ủy học viện Hậu cần, nguyên chính ủy quân đoàn 1, nguyên chính ủy sư đoàn 38, đồng chí thiếu tướng Hồ Xuân Thức, nguyên phó cục trưởng cục dân quân tự vệ bộ quốc phòng, nguyên là chiến sĩ trinh sát của sư đoàn 38, đồng chí đại tá tiến sĩ Nguyễn Đức Tường, phó chính ủy sư đoàn 38 quân tiên phong anh hùng. Về dự buổi gặp mặt hôm nay có các đồng chí đại biểu đại diện các thường trực ban liên lạc truyền thống sư đoàn 38 quân tiên phong và thường trực ban liên lạc truyền thống sư đoàn 38 quân tiên phong khu vực Hà Nội, thường trực ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 tỉnh Hòa Bình, hội cựu chiến binh huyện Kiến Thụy, hội cựu chiến binh quận Dương Kinh, hội cựu chiến binh quận Đồ Sơn, ban chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền, ban chỉ huy quân sự quận Đồ Sơn, các đồng chí phóng viên báo và truyền hình Hải Phòng và các đồng chí có tình cảm tâm huyết với anh em đồng đội Hải Phòng ở ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và ở tỉnh Sơn La cùng về dự chung vui với chúng ta, đề nghị chúng ta như thế nào. Về dự buổi gặp mặt hôm nay có gần 400 đồng chí cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong của thành phố Hải Phòng cả ba thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, rất phấn khởi và tự hào. Trong đó có gần 30 đồng chí là cựu chiến binh chống Pháp tuổi đã trên 80 cũng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự còn có các đồng chí cựu chiến binh là những người con Hải Phòng xa quê định cư ở các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội đã về dự đông đủ, và các chị các em là phu nhân của đồng đội chúng ta cùng về dự cổ vũ động viên cựu chiến binh quân tiên phong giữ gìn truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình là các bạn đại biểu đến gặp mặt. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Cao Xuân Quý, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, thay mặt ban liên lạc ôn lại truyền thống của sư đoàn 38 quân tiên phong anh hùng và đánh giá kết quả hoạt động của ban liên lạc trong những năm qua. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí và đồng đội, cách đây vừa tròn 70 năm, vào thời điểm lịch sử oanh liệt của dân tộc, thực dân Pháp tiến hành chiến lược đánh nhanh thắng nhanh nhằm cướp nước ta một lần nữa, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 28 tháng 8 năm 1949, Đại đoàn 38, đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam 49. Được thành lập tại thị trấn Đầu Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, mở ra một thời kỳ mới của lực lượng vũ trang ta, thời kỳ tiến công toàn diện trên chiến trường. Trong lễ thành lập đại đoàn, đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam đã giao cho đại đoàn nhiệm vụ đi tiên phong trên con đường chính quy hóa. Thế đánh là thắng, thế đánh là tiêu diệt sinh lực địch, càng đánh càng lớn mạnh, quyết định chiến trường.
cũng tại lễ thành lập đại đoàn, đại diện Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã long trọng trao cho đại đoàn thanh gương dân tộc và thanh kiếm mã giáo thành công, thể hiện niềm tin tưởng của quân và dân cả nước trao cho đại đoàn. Tin đại đoàn ra đời làm nức lòng quân dân cả nước. Nhiều đoàn thể ở trung ương và địa phương đã gửi thư tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đại đoàn. Đáp lại tình cảm, niềm tin của cả nước, sau ngày thành lập, đoàn đã tham gia chiến dịch sông Thao năm 1949, và trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đại đoàn đã tham gia 13 chiến dịch lớn trên khắp các chiến trường Bắc Bộ và nước bạn Lào. Những địa danh mãi mãi không thể nào quên, nó gắn bó máu thịt với đại đoàn. Nơi ấy, đại đoàn đã chiến đấu và chiến thắng oanh liệt. Nơi ấy, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho chiến thắng, đó là sông Thao, sông Lô, Khâu Luông, Cốc Xá, Cốc Xá, Chân Mộc, Tràng Khảm, đường số 4, Cốc Thôn, Chợ Há, Chợ Đồn, Đèo Giàng, Phú Lu, Non Nước, Tu Vũ, Nà Nọ, Đồi A 1, v.v. đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vinh dự lớn nhất đối với cán bộ chiến sĩ trên đoàn là 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Nhưng ấn tượng sâu sắc, cảm xúc mạnh nhất là ngày 19 tháng 9 năm 1954, Bác gặp mặt đại biểu cán bộ chiến sĩ đại đoàn tại Đền Hùng trước khi đại đoàn về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Trong buổi gặp mặt, Bác đã căn dặn: các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Câu nói nổi tiếng của Bác không những là mệnh lệnh thiêng liêng đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn, mà còn đối với lực lượng vũ trang và cả dân tộc Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 10 năm 1954, lịch sử cán bộ chiến sĩ đoàn trong đoàn quân chiến thắng được vinh dự trở về giải phóng tiếp quản thủ đô như lời Bác đã căn dặn, trong niềm vui khôn chết của nhân dân Hà Nội. Ghi sâu lời dạy thiêng liêng của Bác, đại đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng quân và dân cả nước bắt tay vào nhiệm vụ mới, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Phát huy truyền thống anh hùng của thế hệ đi trước, trong những năm chống Mỹ cứu nước, sư đoàn đã cử trung đoàn 36A và 88A vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Hai trung đoàn đã lập được nhiều chiến công ở Đức Lập, Hòa Vang, Đồng Xoài, Tây Nam Bộ. Vào những thời điểm lịch sử quan trọng, toàn bộ sư đoàn được điều vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Sư đoàn đã tham gia ba chiến dịch lớn, đó là chiến dịch Khe Xanh năm 1968. Đây là trận đánh Mỹ trực tiếp đầu tiên trên chiến trường miền Nam của sư đoàn. Nhiều trận đánh nổi tiếng ở Làng Cát, Ba Trang, Điểm Cao 690, Phú Nhoi diễn ra quyết liệt dài ngày. Hơn một tháng tham gia chiến dịch, sư đoàn đã lập nhiều chiến công vẻ vang, loại khỏi vòng chiến đấu 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ, góp phần cùng các đơn vị bạn buộc quân Mỹ phải rút khỏi Khe Xanh, ghi nhận sự thất bại đầu tiên của lính thủy đánh bộ Mỹ và buộc chúng ngồi bàn đàm phán hòa bình với Việt Nam tại Paris. Trong chiến dịch Đường Chín năm Lào 1971, sư đoàn đã đánh nhiều trận đánh nổi tiếng ở Điểm Cao 500 trên đường số 9 Bản Đông và tiêu diệt một gọn tiểu đoàn 39 biệt động, mở cánh cửa phía Bắc. Chiến dịch sau đó chốt chặn ở Điểm Cao 311. Dưới mưa bom bão đạn, cán bộ chiến sĩ sư đoàn vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu, tiêu diệt đến tên địch cuối cùng. Điểm Cao 311 đã trở thành chốt chặn anh hùng, góp phần quan trọng vào cho các đơn vị đại phá Bản Đông, đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719. Chiến công nối tiếp chiến công trong chiến dịch Đông Hà Quảng Trị năm 72, chiến dịch tiến công quy mô lớn của binh chủng Hợp Thành, sư đoàn đã tiêu diệt gọn cụm tập đoàn cứ điểm Đông Hà do một sư đoàn địch chiếm giữ, tiêu diệt và bắt sống gần 10.000 tên địch. Quân địch chống trả quyết liệt, chúng đã dội hàng nghìn tấn bom đạn, nhưng cán bộ chiến sĩ các đơn vị giữ chốt bảo vệ thành cổ Quảng Trị suốt 82 ngày đêm
góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quốc ta buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris rút quân về nước, nước cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới. Tháng 10 năm 1973, sư đoàn vinh dự được đứng trong đội hình binh đoàn quyết thắng, binh đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta. Mùa xuân năm 1975, trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta mở cuộc tiến công và nổi dậy, đập tan quân đội chính quyền Sài Gòn. Sư đoàn vừa triển khai lực lượng bảo vệ thủ đô và hậu phương lớn miền Bắc, vừa sẵn sàng cơ động thần tốc bằng đường bộ, đường thủy và đường không vào chiến trường khi nhiệm vụ cần thiết. Sư đoàn đã giữ được bí mật tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ sư đoàn cảnh vệ trong thế trận chung cả nước và nhiệm vụ nguy binh đánh lạc hướng phán đoán của địch. Sư đoàn đã tạo điều kiện cho các lực lượng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch tiêu diệt phá chống 35.767, 967 tên địch, thu và phá hủy 85 khẩu pháo, bắn rơi 210 máy bay, tiêu diệt và thu 655 xe quân sự, bắn chìm 18 tàu thuyền, thu hàng vạn tấn đạn dược, đồ dùng quân sự, tiêu diệt và làm thiệt hại 84 đơn vị của địch. Với những thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sư đoàn đã được tặng thưởng 95 huân chương quân công, 5 huân chương lao động từ hạng nhất đến hạng ba cho các tập thể, đơn vị, 4.296 huân chương quân công và chiến công cho cán bộ chiến sĩ. Riêng ở Hải Phòng chúng ta có đồng chí Đoàn Tương Lích là chiến sĩ bắn tỉa lừng danh với 9 viên đạn tiêu diệt 10 quân tụ, được ghi danh ở Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Sư đoàn có 3 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 4 đại đội và 11 đồng chí được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 15 tháng 1 năm 1976, sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Rất nhiều đồng chí trưởng thành từ sư đoàn, trong đó có gần 200 tướng lĩnh. Các đồng chí đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống sư đoàn quân tiên phong anh hùng. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, sư đoàn lại vinh dự được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí trang bị mới, xây dựng thành sư đoàn bộ binh cơ giới. Sư đoàn đã không ngừng nỗ lực học tập, nắm vững khoa học kỹ thuật, xây dựng đơn vị bộ binh cơ giới nề nếp chính quy, trình độ khả năng chiến đấu ngày càng cao. Trong các cuộc diễn tập lớn của sư đoàn, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra, thể hiện sự tin tưởng và quan tâm sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tin, động viên cán bộ chiến sĩ sư đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá ta một cách quyết liệt, sư đoàn tiếp tục được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện cả bộ binh và bộ binh cơ giới, nguồn sĩ quan và sĩ quan dự bị động viên làm điểm, làm mẫu cho bộ và quân đoàn, đón các đoàn khách quốc tế thăm sư đoàn và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác, sư đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kính thưa các đồng chí, 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, sư đoàn thường xuyên được cấp trên tin tưởng và giao nhiệm vụ đánh những trận then chốt, chiến hướng chủ yếu của các chiến dịch quan trọng có ý nghĩa chiến lược trên các chiến trường. Những thắng lợi sư đoàn giành được thường có ý nghĩa quyết định, cung cấp cho toàn quân nhiều kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu. Trong xây dựng lực lượng, sư đoàn luôn được chọn làm mẫu và xây dựng điểm rút kinh nghiệm cho toàn quân. Với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, sư đoàn luôn là niềm tự hào, tin tưởng quân và dân cả nước, là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. 70 năm qua, sư đoàn đã góp phần tô thắm thêm bản chất truyền thống anh hùng quân đội ta và xây lên những nét tiêu biểu của truyền thống sư đoàn bằng 14 chữ vàng: tiền phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến quyết thắng. Truyền thống đó đã thể hiện rõ trong chiến đấu và xây dựng, đặc biệt là những nhiệm vụ mới
nặng nề, mang tính đột phá, thử nghiệm vào những thời điểm lịch sử quan trọng. Ôn lại truyền thống vẻ vang của sư đoàn 70 năm qua xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi hội viên ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng chúng ta càng phấn khởi, vinh dự và tự hào những người lính đã từng là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn. Mặc dù đã trở về với đời thường, nhưng những người lính của sư đoàn 308 quân tiên phong năm xưa đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn nhớ về một thời được sống, chiến đấu, lao động và học tập tại sư đoàn. Đó là những kỷ niệm khó quên của một thời trai trẻ. Chính vì vậy mà ngày 28 tháng 8 năm 1989, tại Ban Chỉ huy Quân sự Quận Ngô Quyền, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 308 Quân tiên phong thành phố Hải Phòng được thành lập. Sau 30 năm đi vào hoạt động với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa những người đồng đội từng hoạt động cùng sư đoàn, thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ nhau trong cuộc sống, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích, cùng chia sẻ vui buồn với đồng đội, Ban Liên lạc chúng ta đã quy tụ được trên 400 hội viên đang sinh sống, làm việc và tham gia sinh hoạt tại Ban Liên lạc của 9 quận huyện và 2 trung đoàn 36 và 88 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quân tiên phong, các hội viên Ban Liên lạc đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương mình đang sống. Đến đến nay đã có 124 đồng chí đã tham gia làm tổ trưởng dân phố, làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, chủ tịch hội cựu chiến binh, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xin các quận huyện. Nhiều đồng chí sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã chuyển ra ngoài tiếp tục đi học đại học, trên đại học và đã trở thành những cán bộ cao cấp trong thành phố như đồng chí Nguyễn Đình Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, hoặc các đồng chí cán bộ cấp sở, cấp ngành như đồng chí Nguyễn Bình Minh, nguyên là Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường, đồng chí Nguyễn Văn Nhạc, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng, đồng chí Lê Anh Tuấn, nguyên là Phó Giám đốc Bưu điện thành phố, đồng chí Phạm Công Hiến, nguyên là Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng, đồng chí Vũ Trọng Quang, nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thoát nước Hải Phòng, đồng chí Bùi Thanh Doanh, nguyên là Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, nay là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng. Ở cương vị nào, các đồng chí cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân yêu mến, được cấp ủy chính quyền địa phương và cơ sở tin tưởng. Tổ chức hội ở cấp huyện được tổ chức chặt chẽ, duy trì hoạt động thường xuyên, nhất là việc tổ chức thăm viếng tứ thân phụ mẫu và bản thân hội viên khi ốm đau hoặc qua đời, tạo nên sự gắn bó, đoàn kết, tình cảm thân thiện gần gũi giữa các hội viên. Nhưng Ban Liên lạc huyện Kiến Thụy, huyện Thủy Nguyên, Ban Liên lạc quận Hồng Bàng, trung đoàn 88 có thể nói cho đến nay gần 10 lần tổ chức lễ kỷ niệm. Ban Liên lạc chúng ta thường xuyên được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo chỉ huy sư đoàn đương nhiệm, hoặc đặc biệt là các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy sư đoàn qua các thời kỳ cùng về dự. Đó là nguồn cổ vũ động viên giúp cho Ban Liên lạc chúng ta tiếp tục duy trì hoạt động ngày càng tốt hơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các bác, các đồng chí, phấn khởi và tự hào với truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn 308 quân tiên phong anh hùng và kết quả đạt được sau 30 năm hoạt động của Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, chúng tôi những cán bộ hội viên Ban Liên lạc tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống của sư đoàn trong cuộc sống đời thường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và hoạt động của Ban Liên lạc, đặc biệt là tích cực phát triển hội viên mới là những cán bộ chiến sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc đã và đang sinh sống trên địa bàn thành phố, bảo đảm cho Ban Liên lạc được duy trì lâu dài, hội viên ngày càng đông đảo và hoạt động chất lượng, hiệu quả cao. Một lần nữa xin thay mặt Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn sự
có mặt của các quý vị đại biểu, các cán bộ hội viên ban liên lạc. Chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cán bộ chiến sĩ sư đoàn ra sức giữ gìn, phát huy, viết tiếp trang sử vẻ vang oanh liệt của sư đoàn, xứng đáng với danh hiệu cao quý sư đoàn quân tiên phong anh hùng. Chúc các bác, các đồng chí hội viên luôn luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng gia đình, mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Chí, là gương sáng điển hình, thương binh tàn nhưng không phế, người chiến sĩ thành cổ Quảng Trị bị cụt một cánh tay, rời khỏi quân ngũ về với đời thường, luôn giữ vững phẩm chất và phát huy tốt truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, rèn luyện học tập công tác tốt, là giáo viên phấn đấu trở thành hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy. Đồng chí đã nghỉ hưu và hiện nay là chủ tịch hội khuyến học huyện Kiến Thụy, lên phát biểu tâm tư tình cảm của người lính về với đời thường với chúng ta. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thủ trưởng, các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc sư đoàn 308 quân tiên phong. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn 28 tháng 8 năm 1949, 28 tháng 8 năm 2019, cho phép tôi được thay mặt anh chị em cựu chiến binh sư đoàn 308 được gửi tới các vị đại biểu, các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc sư đoàn quân tiên phong thành phố Hải Phòng cùng gia đình lời chúc sức khỏe, an bình, thịnh vượng. Kính thưa toàn thể hội nghị, tôi là Nguyễn Minh Chí, nguyên là chiến sĩ đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 88, sư đoàn 308. Tôi gia nhập đơn vị khi đất nước vẫn đang còn chiến tranh, giữa mùa hè đỏ lửa, trực tiếp cùng đơn vị bảo vệ thành cổ Quảng Trị kiêu hùng. Hôm nay cùng các đồng đội nhiều thế hệ về dự lễ kỷ niệm, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Tôi xúc động vì qua nhiều năm tháng, có bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống đời thường, tôi lại có dịp gặp gỡ những đồng đội năm xưa, những người đã cùng tôi chung chiến hào, cùng tắm bom cội đạn trong mùa hè đỏ lửa 1972. Tôi xúc động vì bao kỷ niệm xưa giữa khói lửa vũ trời cứ ùa về trong cảnh thanh bình, nhưng người còn, người thì đã mãi mãi đi xa. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, trong lễ kỷ niệm trang trọng hôm nay, ôn lại những chặng đường xây dựng và trưởng thành, những chặng đường vinh quang và vẻ vang 70 năm qua của đơn vị chúng ta, những cựu chiến binh, những cựu quân nhân có mặt tại buổi gặp mặt truyền thống lần thứ 31 này, vô cùng tự hào vì mình từng là cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong năm xưa, nay là sư đoàn 308. Thế hệ chúng tôi, thế hệ những nước cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tự hào được tôi luyện cùng đơn vị trên chiến trường Quảng Trị trong thời hoa lửa. Không tự hào sao được khi chúng ta may mắn có mặt trong đội ngũ của một đơn vị anh hùng, một đơn vị anh cả của các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam. Không tự hào sao được khi chúng ta may mắn có mặt trong đội ngũ của một đơn vị có trọng trách vô cùng lớn lao trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và trong không khí hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị một bài thơ có tựa đề Nghĩa tình đồng đội. Những người lính năm xưa tóc màu sương gió, những nếp nhăn lúc đó giữa làn da nhuộm sắc thời gian, ôm cổ quàng lưng cười nói dâm gian chuyện cháu con, chuyện bình quan giá điện cổ, vẫn không quên chuyện bom rơi đạn nổ, vẫn không quên thời quá lửa kiêu hùng, đến với nhau như trong cuộc trùng phùng, vẫn có phút trầm tư mặt tường. Sau chiến tranh có người thành tướng, người trở về bạn ruộng nương, người trở về hằn những vết thương khi trở gió đêm đêm bút nghiệp, gặp lại nhau vẫn tưng bừng náo nức như năm nào Trung Quốc quân hành, như năm nào mái tóc còn xanh làn hát vang bài ca quyết thắng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, một lần nữa xin được cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho anh chị em cựu chiến binh sư đoàn 308 khu vực Hải Phòng tôi được gặp mặt nhau trong một
dịp rất đầm ấm, rất vui vẻ như thế này. Và xin được kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, kính chúc sức khỏe các thủ trưởng, các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc sư đoàn 308 quân tiên phong. Chúc quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và sư đoàn 308 nói riêng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, tiến chính quy hiện đại, đủ sức bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cuộc sống mãi mãi yên bình trên quê hương đất nước. Chúc hội nghị gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn, 30 năm thành lập ban liên lạc cựu chiến binh 308 quân tiên phong thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá tiến sĩ Nguyễn Đức Cờ, phó chính ủy sư đoàn 308 thay mặt lãnh đạo chỉ huy sư đoàn lên phát biểu với buổi gặp mặt truyền thống của cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy, cựu quân nhân, cựu chiến binh của sư đoàn 308 quân tiên phong anh hùng. Trước tiên cho phép tôi thay mặt cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 quân tiên phong kính chúc các đồng chí ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 thành phố Hải Phòng cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc buổi gặp mặt truyền thống của ban liên lạc thành công tốt đẹp và đạt được nhiều ý nghĩa thiết thực. Kính thưa toàn thể các đồng chí, sư đoàn là nơi hội tụ những đơn vị với bề dày truyền thống đánh giặc giỏi như trung đoàn 36 với tên gọi truyền thống Bắc Bắc, trung đoàn bộ binh cơ giới 102 mang tên trung đoàn thủ đô, trung đoàn 88 với tên gọi truyền thống là trung đoàn tô vũ, trung đoàn pháo binh 88. Sự ra đời của sư đoàn là mốc lịch sử đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta, quả đấm chủ lực quyết định chiến trường. Trong chiến đấu, sư đoàn luôn được giao nhiệm vụ đánh những trận then chốt trên hướng chủ yếu của các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược trên các chiến trường. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch lớn tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp như chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Tây Bắc năm 1952, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, trong kháng chiến chống Mỹ như chiến dịch Khe Sanh năm 1968, chiến dịch Đường Chín Nam Lào năm 1971, chiến dịch Đông Hà Quảng Trị năm 1972. Từ khi được thành lập, sư đoàn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 5 lần về thăm, trong đó có một sự kiện luôn khắc sâu trong tâm khảm của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 ngày 19 tháng 9 năm 1954, trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội tại đền thờ các vua Hùng thuộc huyện Thông Châu tỉnh Phú Thọ. Bác Hồ giao nhiệm vụ và căn dặn cán bộ chiến sĩ sư đoàn: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời căn dặn của bác không chỉ là mệnh lệnh thiêng liêng đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn mà còn là lời hiệu triệu đối với cả dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa toàn thể các đồng chí, với những thành tích tiêu biểu trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sư đoàn có 12 tập thể và 11 cá nhân vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu đơn vị anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều phần thưởng cao quý khác, nhiều cán bộ trưởng thành từ sư đoàn là cán bộ cao cấp của Đảng, của Nhà nước và các tướng lĩnh trong quân đội. Đó thực sự là niềm vinh dự tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm vẻ vang của lớp lớp cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 quân tiên phong anh hùng hôm nay. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của sư đoàn luôn phát huy truyền thống tiên phong anh dũng, đoàn kết kỷ luật, thần tốc quyết chiến quyết thắng. Kính thưa các đồng chí, hiện nay tổ chức biên chế của sư đoàn 308 gồm ban chỉ huy sư đoàn, 4 cơ quan sư đoàn, 4 trung, có 4 trung đoàn, trong đó trung đoàn bộ binh cơ giới 102 là trung đoàn của quân, 3 trung đoàn, trung đoàn 36, trung đoàn 58 và trung đoàn 88 là cục thường trực huấn luyện dự bị động viên, 7 tiểu đoàn và 3 đại đội trực thuộc sư đoàn. Trong những năm qua, sư đoàn đã chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và các nội dung huấn luyện.
tích cực tổ chức tập huấn hội thi hội thao để bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ. Chất lượng về mọi mặt của đơn vị thường xuyên được phát triển. Đặc biệt trong công tác đối ngoại quân sự, Đảng ủy và chỉ huy sư đoàn đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tốt. Hàng năm sư đoàn đón hàng chục đoàn khách quốc tế trong nước và nước ngoài về thăm và làm việc với phương châm chính quy, hiếu kỳ, trọng thị, an toàn tuyệt đối, đúng đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng nhà nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong các đoàn khách. Kính thưa các đồng chí, hôm nay rất vinh dự tôi được thay mặt cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 quân Liên Phong tham dự buổi gặp mặt truyền thống của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 thành phố Hải Phòng. Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân những đồng chí đồng đội đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Nay các đồng chí cựu chiến binh đã trở về địa phương, nhiều đồng chí tuổi cao đã vượt lên khó khăn thử thách, luôn giữ vững khí tiết người quân nhân cách mạng, gương mẫu cùng gia đình chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các quy định của địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống của sư đoàn 308 quân Tiên Phong, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, thường xuyên quan tâm và động viên cán bộ chiến sĩ chúng tôi hôm nay phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế hệ cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh và xin bày tỏ lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã từng chiến đấu, công tác, vun đắp và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của sư đoàn 308 quân Tiên Phong anh hùng. Các đồng chí là những người đã truyền ngọn lửa cách mạng, ngọn lửa truyền thống vinh quang ấy cho thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay và mai sau. Một lần nữa, thay mặt cho toàn thể cán bộ chiến sĩ sư đoàn, tôi được bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn các đồng chí cựu chiến binh sư đoàn 308 thành phố Hải Phòng. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thường xuyên quan tâm theo dõi từng bước trưởng thành của sư đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho, xứng đáng với truyền thống tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, quyết chiến, thần tốc quyết chiến quyết thắng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể các đồng chí, rất vinh dự cho ban liên lạc cựu chiến binh của sư đoàn 308 quân Tiên Phong thành phố Hải Phòng được đồng chí trung tướng Ngô Lương Anh, trưởng ban liên lạc truyền thống sư đoàn quân Tiên Phong, nguyên chính ủy hậu cần học viện hậu cần, nguyên chính ủy quân đoàn 1, nguyên chính ủy sư đoàn 308 và là thủ trưởng người gắn bó với sư đoàn 28 năm, hôm nay bằng tình cảm ấy, thủ trưởng đã về dự với chúng ta. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí lên phát biểu với buổi gặp mặt truyền thống. Kính thưa các đồng chí trong ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh sư đoàn quân Tiên Phong thành phố Hải Phòng, kính thưa đồng chí đại diện cho Đảng ủy chỉ huy sư đoàn 308, kính thưa các cựu chiến binh, các lão thành năm xưa thời kỳ đầu của sư đoàn 308 hôm nay có mặt ở đây, có thể nói đây là một cái chuỗi dài lịch sử của sư đoàn 75. Thưa các chị em, thưa tất cả các đồng chí, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt các cựu chiến binh của Hà Nội thuộc sư đoàn 308 gửi lời chào thăm hỏi, chúc sức khỏe tất cả các đồng chí, anh chị em một sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống cũng như xây dựng gia đình, và chúc buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay vui vẻ, thành công tốt đẹp. Nói về sư đoàn 308 thì chúng ta nghe nói nhiều rồi từ sáng giờ, tôi chỉ xin phát biểu có mấy ít sau đây thôi.
đoàn 308 của chúng ta. Sư đoàn 308 chúng ta là sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta. Nhưng mà các đồng chí cũng nhớ cho là sư đoàn 308 ra đời đầu tiên này, đây là đánh dấu của cái sự biến đổi về chất của các lực lượng vũ trang ta, quân đội ta, từ tác chiến du kích lên tác chiến từng bước tác chiến chính quy. Về lực lượng là cũng là quân đội ta chuyển biến từ những đội quân du kích, những trung đoàn trực thuộc lên đến sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta. Điều đấy trong về tổ chức lực lượng, về phương thức tác chiến. Đấy là tôi muốn nói một cái đó để các đồng chí thấy là ở đâu nói thì nói, như mà nói đến quân tiên phong thì người ta nghĩ ngay là Quả Lâm Thép, nghĩ ngay đến là sư đoàn ra đời đầu tiên, nghĩ ngay đến là cái vị trí của sư đoàn 308 thời kỳ chống Pháp thế nào và sau này thế nào. Thứ hai là xin thưa với các đồng chí là một cái sư đoàn mà chúng ta như các đồng chí đã phát biểu đấy rất vinh dự, hầu như chưa có một sư đoàn nào mà được 5 lần Bác Hồ gặp và gửi thư khen. Đây là tôi xin nói đấy, cấp sư đoàn. Đấy là một cái điểm thứ hai. Thứ ba là chưa có một cái sư đoàn nào mà ngay khi ra đời lại được nhiều cơ quan trung ương và địa phương đỡ đầu ngay từ khi đầu, như báo cáo với các đồng chí. Đấy là một cái vinh dự rất lớn. Và có thể nói là cũng nhân đây thì tôi cũng xin thông báo với các đồng chí là sư đoàn của chúng ta với thành tích và chiến công của các đồng chí biết rồi. Nhưng mà tôi có hỏi sư đoàn thì trong cái dịp 70 năm này thì sư đoàn được nhà nước tặng thưởng quân chương quân công hạng ba. Đề nghị các đồng chí cho một tràng vỗ tay để mừng quân của sư đoàn chúng ta. Thưa các đồng chí, thì nhân đây thì tôi xin thông báo với các đồng chí có mấy cái ý về hiện nay sư đoàn thì các đồng chí nghe sư thông báo rồi, tôi không nói nữa. Có một cái việc mà có thể nhiều đồng chí chưa biết là Cồn Tu là nơi thành lập của sư đoàn ngày 28 tháng 8 năm 1949. Thì Cồn Tu đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Và đây là một trong đây là một sư đoàn hiện nay là duy nhất là cấp sư đoàn thành lập. Thì cái nơi đó là nơi được nhà nước công nhận là cái di tích lịch sử cấp quốc gia của Tu. Đấy là một cái điều rất mừng. Và đó là điều rất vinh dự. Và hôm nay có khi có những đồng chí mới chỉ nghe được đầu. Đề nghị các đồng chí cho một tràng vỗ tay chiến công của sư đoàn chúng ta. Và cũng lại rất mừng là gì? Là sau cái công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia thì sư đoàn 308 được các đồng chí ban liên lạc của Thái Nguyên đề xuất và được tỉnh Thái Nguyên cũng như được các cơ quan chức năng của nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cho phép tôn tạo, chỉnh tu tôn tạo và làm lại cái khu văn hóa này với trị giá là 15 tỷ đồng. Nhưng mà bằng phương pháp, bằng cách là xã hội hóa là phải huy động các tổ chức, các cá nhân có lòng hảo tâm hướng về cội nguồn, hướng về lịch sử, hướng về truyền thống để tham gia. Thì nhân đây tôi cũng là không phải là ban liên lạc của Thái Nguyên, tôi đang ở Hà Nội, nhưng mà tôi cũng có vinh dự tôi là trưởng thành từ 308. Và xin thưa với các anh chị là tôi về 308 từ binh nhì, đến lúc tôi lên đến đại tá tôi chỉ bỏ có cái cương vị là tiểu đội phó, trung đội phó, thế còn tất cả các cương vị lãnh đạo chỉ huy tôi đều được đi trực quan. Cho nên tôi cũng nguyên là cán bộ của sư đoàn. Và tôi không phải là 28 năm mà tôi là 25 năm mấy tháng đó.
là đã từng liên tục ở sư đoàn 78, thì cũng mong muốn là các thế hệ cựu chiến binh của sư đoàn 78 và các đồng chí nhà, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mong muốn rằng các đồng chí có cái tình cảm, có một phần trách nhiệm làm thế nào đó thông tin cho nhiều nơi quân tiên phong của cả nước, bạn bè mình, đồng chí mình, đồng đội mình vào góp chung gọt danh để chúng ta góp phần vào tôn tạo lại thành nơi đây là một cái nơi điểm sáng của căn cứ Việt Bắc. Đấy, thì chỉ xin thông báo với các đồng chí đó là một cái thứ nhất là tôi nói với các đồng chí về cái mong sau này thì các đồng chí sẽ hợp tác cùng với chúng tôi, cùng với anh em Thái Nguyên để chúng ta vì cái truyền thống ai cũng có nơi sinh ra, thì nơi đấy chính là nơi sinh ra sư đoàn chúng ta, là ngôi nhà chung của chúng ta, là nơi sinh ra những cái dòng máu quân tiên phong mà 70 năm chảy xuất từ Bắc vào Nam, từ Việt Bắc, Tây Bắc cho đến miền Nam, cho đến Lào, cho đến Campuchia, v.v. Thì cái dòng máu quân tiên phong của chúng ta, ai đã từng là lính quân tiên phong thì không thể quên được cái truyền thống quân tiên phong, không thể thiếu được một cái tâm huyết của người lính quân tiên phong. Thì người lính quân tiên phong ở chỗ nào gặp nhau thì chúng ta cũng nhận biết có một cái riêng, cái hạnh phúc riêng, có một cái niềm vui riêng, có một sự chia sẻ riêng và có một sự cảm thông riêng, không kể vùng miền, không kể giàu nghèo, không kể tuổi tác, vân vân. Đó là một cái truyền thống rất quý báu và chúng ta đã được hút đúc 70 năm của sư đoàn. Thứ hai là cũng xin thông báo với các đồng chí là nhân dịp 70 năm thì ban liên lạc cựu chiến binh Hà Nội kết hợp với sư đoàn 38, kết hợp với tỉnh Quảng Trị đã lập một cái bia tưởng niệm hơn 3.000 liệt sĩ của chúng ta hy sinh ba chiến dịch lớn là Khe Sanh 68, Đường Chín năm Lào năm 71 và Giải phóng Đông Hà Quảng Trị năm 72, đặt tại nghĩa trang quốc gia Đường Chín. Và đây cũng là một cái bia cấp sư đoàn đầu tiên ở nghĩa trang quốc gia. Để tôi muốn nói với các đồng chí là cái anh bài tập quân tiên phong mà là thường là hay nghĩ trước đi trước. Đấy, không phải chơi trội mà thường lại nghĩ trước đi trước. Đó là một cái điều rất mừng. Một cái điểm nữa là gì, các đồng chí nhớ là đồng chí nào đánh ở Quảng Trị đấy là cầu Lai Phước, rồi là những cái tên của nó rất là lịch sử, rất là oai hùng. Thế vừa rồi là chúng tôi mới trong Quảng Trị mới có ý kiến để chúng tôi mới bàn với sư là đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là đặt tên cho cái, một là cái con đường mới mở là con đường Đại Lộ Quân Tiên Phong. Để tôi có đi thi sát con đường đó mới mở, chưa có tên, may quá là chưa có tên, thì xin mời các anh đặt tên lịch sử cho nó là Đại Lộ Quân Tiên Phong. Đấy. Và cái khúc sông mà trung đoàn 36 hy sinh nhiều nhất, hàng trăm liệt sĩ đã hy sinh ở dòng sông đấy, thì sẽ đặt tên cho cái cầu đó là cầu Bắc Bắc. Đấy, đấy là một cái lưới trong dịp 70 năm này. Thì tôi đang chờ là ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân Quảng Trị người ta sẽ thông báo. Nhưng mà chúng tôi đã trao đổi với sư đoàn và cựu chiến binh Hà Nội đã có văn bản vào đó. Đấy là tôi xin thông báo với các đồng chí là ở mọi miền của Tổ quốc, đi đâu về đâu các đồng chí cũng phải biết rằng cái sư đoàn ta ở chỗ nào vậy và ta như thế nào vậy. Đấy, thì đấy là một cái điều, cái đây là một cái điều đáng mừng. Và nếu được như thế thì đề nghị chúng ta đi đâu các đồng chí góp một tiếng nói, ủng hộ một tiếng nói, ủng hộ một tấm lòng, một cái tâm huyết đấy cũng là nói lên cái truyền thống của cái lính quân tiên phong. Thì hôm nay thì cũng rất là xúc động và cũng rất là biết ơn các đồng chí thế hệ đi trước đã góp một cái phần rất to lớn xứng đáng vào cái xây dựng sư đoàn. Và cũng xin cảm ơn tất cả các đồng chí đã họp mặt hôm nay ở đây để cho chúng tôi được góp mặt để chúc vui
cái 70 năm ngày sinh nhật của sư đoàn chúng ta. Một lần nữa xin chúc tất cả các đồng chí, các anh các chị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin hết. Cho phép tôi thay mặt ban liên lạc truyền thống của cựu chiến binh thành phố Hải Phòng chúc thủ trưởng luôn mạnh khỏe và mong thủ trưởng quan tâm hơn nữa để xây dựng các hoạt động của cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong ngày càng lớn mạnh. Đề nghị chúng ta tặng lại thủ trưởng một tràng pháo tay. Tiếp theo chương trình là phần tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện chính sách chăm sóc người có công với cách mạng là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và toàn xã hội. Trong ngày gặp mặt hôm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hải Phòng có 16 suất quà tặng cho các đồng chí là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Cao Xuân Quý, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, hiện giữ chức phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của thành phố Hải Phòng, được ủy quyền của hội lên trao quà cho các đồng chí là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Xin kính mời đồng chí. Thay mặt ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí trung tướng Ngô Lương Anh, đồng chí thiếu tướng Hồ Xuân Thức và thường trực ban liên lạc truyền thống sư đoàn 308 quân tiên phong khu vực Hà Nội, lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 308 quân tiên phong, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hải Phòng, ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong tỉnh Hòa Bình, hội cựu chiến binh của huyện Kiến Thụy, hội cựu chiến binh của quận Đồ Sơn, ban chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền, ban chỉ huy quân sự quận Đồ Sơn, ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong các quận huyện, ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong trung đoàn 88, trung đoàn 36 và cá nhân các đồng chí đại biểu đã về dự có hoa và quà chúc mừng buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn 308 quân tiên phong và 30 năm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng. Xin ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí tới công tác hậu phương quân đội và mọi hoạt động của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308, luôn giúp đỡ động viên anh em chúng tôi và gia đình trên mọi lĩnh vực công tác, tư tưởng và đời sống, đẩy mạnh thi đua, tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn các đồng chí cựu chiến binh sư đoàn 308 của thành phố Hải Phòng và phu nhân của các đồng chí cựu chiến binh cùng về dự buổi gặp mặt truyền thống đông đủ này, đã chung tay góp phần tích cực giúp tôi cả về vật chất và tinh thần tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn 308 quân tiên phong thành công viên mãn. Xin kính chúc các vị đại biểu cùng các đồng chí và các chị em mạnh khỏe, vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Xin bế mạc buổi gặp mặt.